Là sao? Cái nào hỏng cốt, cái nào hỏng dối? Hồng ơi. Cái nào hỏng gì? Hồng ơi. Thế mẹ hỏi con nhé, màu trắng đâu? Màu trắng ở đâu Nhi? Cái bông chỉ cho mẹ xem nào. Màu gì trắng? Đây là màu vàng. Màu vàng. Giỏi. Vậy. Giỏi chứ? Giỏi. Giỏi. Màu trắng đâu, con chỉ cho mẹ xem nào. Màu đỏ đâu, màu đỏ đâu, màu đỏ đâu? Màu đỏ đâu? Màu đỏ đâu, lấy màu đỏ mẹ xem nào. Màu đỏ đâu con? Màu đỏ cây. Không. Đây màu vàng mà, màu đỏ đâu mà, mẹ vừa chỉ con màu đỏ đâu. Đúng rồi. Màu vàng. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu trắng đâu? Màu trắng đâu? Màu trắng đâu con? Màu trắng đâu? Em lấy màu trắng làm nào. Màu trắng. Rồi. Màu xanh đâu? Màu xanh. Màu đỏ mà sao lại bảo màu xanh? Màu đỏ. Màu xanh đâu? Màu... màu xanh cơ mà. Màu xanh cơ. Đây à, đây là màu xanh mà. Xong. Okay.